Phiêu du đi xa như là ninja, sẽ có người mà không thể tin ta. Đau thương cùng hơn vết mực đã in da, nhưng tự chịu hết để có thể thành nhẫn giả. Sống trong phòng thu tách biệt về thế giới, như người ta đâu biết có cả một thiên đường. Nhiều người mơ ước vẫn chưa được biết tới, có một thằng nhóc đã làm nhạc điên cuồng. Đam mê từ trên ghế nhà trường, như chuyện thường không một ai công nhận nó. Chỉ muốn đó là niềm vui như càng lớn theo từng ngày. Mình không chỉ muốn chừng này, phải làm sao để nhận rộng nó, nhận được lời khen. Câu từ có cánh phía sau cho nhanh, phải khác biệt không so sánh. Có người mắng ta không tránh, nhưng kẻ xấu ta không tha. Rong rã vì lý tưởng, không để bản thân được thông thả phong ba. Quá nhiều ha, thử thách ta mà không chết, bao đêm thức trắng đi tìm mãi không ra. Thì những cái xấu ta đành đem khử tất. Đam mê trong người mãi không buông ra, vươn xa hơn cả hồ ca ghê. Dù ghét hay mê, mục tiêu luôn phản phất, thì đành phải làm sao để mình trong cự nhất. Họ muốn tôi thì tôi cũng muốn đi, có người nói sẽ đặc điểm hãng bẹt. Ai cũng muốn được quý, cũng muốn được yêu, như bản thân tự biến thành một kẻ đáng ghét. Nói nhỏ không phải ai cũng tốt, học kém không đồng nghĩa là mày ngu. Da xăm mình không có nghĩa mất dạy, mày biết được gì với tao hả thằng cu. Muốn được chú ý cũng có nhiều cách, giống Naruto muốn làm Hokage. Để đến thành công cũng khó nhiều lắm, nhưng để đúng hướng phải luôn lắng nghe. Họ bảo tao vẫn còn con nít, tao viết linh tinh nên họ không thích. Có thể kìm hãm đằng sau xung xích, mặc dù cố gắng vẫn nhiều không ít. Hiểu dù đi xa nhưng là ninja, sẽ có người mà không thể tin ta. Đau thương còn hơn vết mực đã in da, nhưng tự chịu hết để có thể thành nhẫn giả. Sống trong phòng thu tách biệt về thế giới, như người ta đâu biết có cả một thiên đường. Nhiều người mơ ước vẫn chưa được biết tới, có một thằng nhóc đã làm nhạc điên cuồng. Con đường tao đi, tao sẽ trao khi ai hiểu được nó. Tao nghĩ thật nhiều và chỉ sau khi có những bước tiến hơn việc đặt cược đó. Ngoài kia có người ganh ghét muốn hơn nhau, nhưng sau bao lâu thời gian làm thay đổi. Họ bắt đầu viết và biết được nhiều điều, để không đắn đo tên mình chìm hay nổi. Nỗi sợ lớn nhất là không biết mình thích gì, không phải mọi chuyện được xóa như viết gì. Có người lên mạng để tung hô triết lý, làm bằng cách nào để đầy được chiếc ví. Lời lẽ bông hoa nghe sướng tài khoái chỉ, chỉ khi mục đích tất cả đều nhất trí. Một thằng phản làng không phải là tội đồ, khi chuyện đằng sau mày chưa hiểu hết ý. Không phải cùng hệ, tất cả đều giống nhau, bởi vì mày khác nên mày mới đặc biệt. Thế giới thiên tài tỏa sáng vậy đặc biệt, nên trong lịch sử có ghi tên đất Việt. Tên ta có vàng nhưng lại không có miếng, như Naruto trong người thiếu ramen. Nhẫn giả lưu danh nhưng lại không có tiếng, thì khi tung hô có được mấy ai khen. Yêu dù đi xa nhưng là ninja, sẽ có người mà không thể tin ta. Đau thương còn hơn vết mực đã in da, nhưng tự chịu hết để có thể thành nhẫn giả. Sống trong phòng thu tách biệt về thế giới, như người ta đâu biết có cả một thiên đường. Nhiều người mơ ước vẫn chưa được biết tới, có một thằng nhóc đã làm nhạc điên cuồng. Dù dù đi xa nhưng là ninja, sẽ có người mà không thể tin ta. Đau thương còn hơn vết mực đã in da, nhưng tự chịu hết để có thể thành nhẫn giả. Sống trong phòng thu tách biệt về thế giới, như người ta đâu biết có cả một thiên đường. Nhiều người mơ ước vẫn chưa được biết tới, có một thằng nhóc đã làm nhạc điên cuồng.